Nó nuôi ra kia nó ăn đấy. Ôi, bánh ơi, bánh của mẹ nào ra đây? Đây. Đây. Bánh nào ra đây, con cua của mình biến thành con gì to đấy? Wow, ôi, đàn cua này. Đàn cua vào. Các bạn ơi, hôm nay mình đưa em cua của mình đi chợ nhá. Đây này, con cua của mình sáng giờ nó chưa ăn cái gì, nó đói. Nó định ra này. À, ngồi lên xe để mình đưa đi chợ chứ. Này, đi thôi. Rồi đi thôi này em cua, đi chơi thôi. Ở đây bán nhiều đồ chưa này, bạn cua ơi. Ủa, con cua của mình đâu rồi này các bạn ơi? Oh no. Ui, các bạn ơi, à, con cua của mình đây. Đây, em tìm thấy cái gì đây này? Ui, có cái thùng gì to chưa? Ui, em cua ơi, em tìm thấy cái gì đây này? Ui, các bạn ơi, hình như là một cái xe địa hình ấy. Nào, mình mở ra xem nhá. Chúng mình mở ra xem nhá. Đây, nhưng mà em lên trên xe ngồi đã. Các bạn ơi, mình sẽ cho nó lên cái xe này rồi nhá. Nào, mình xem đây có cái gì đây. Nào, bóc ra xem là cái gì. Ui, một cái gì các bạn ạ, à, rất đẹp. Đấy, các bạn ơi. Đấy. Wow, một chiếc xe đẹp chưa này. Xe phân phối lớn thì sao các bạn ạ, à? Nó có nhiều cái lò xo lắm. Đây này, ui, cả một cái điều khiển bấm đây này. Đâu, mình thử xem nào. Nó có đi, nó còn dùng được không nhá. Wow. Ui, nó đi ngoan lắm các bạn ạ. Này, đây nhìn nó đi ngoan chưa này. Ui, sao nó này đâm vào con bò rồi. Ui, ha. Này các bạn ơi, con bò này hình như là nó cũng đi chợ đấy. Nhưng mà đi chậm nó không có xe. Vậy thì mình cho nó cái xe này để nó đi nhá các bạn nhá. Nào, con bò ngồi lên xe để đi chợ nhá. Các bạn ơi, nào xe chả cua với này một chiếc xe. Chả chú bò sẽ cùng đi chợ với mình nào. Ui, xe chở chú bò đi nhanh đi. Ai ôi thì mà. Ôi, nó sang hàng khác rồi. Em cua ơi, chúng mình sẽ vào đây nhá. Ôi, cua em mua gì đấy? Ôi, xem nào, bác bán hàng, bán nhất xem nào có cái gì ngon không. Ôi, bạn ốc bán hàng ở đây à? Ừ, mình đang bán hàng ở đây này. Ui, bạn bán nhiều đồ thế. Có rất nhiều cái chảo dài dài này. Wow, thế hình như là bạn cử con cá sấu trong hàng cho bạn đúng không? Ừ, mình có hai cửa hàng, con cá sấu vàng sẽ bán ở đây. Ừ. Còn con cá sấu đen là bán ở đằng kia. Thế là có cái kẹo dài dài này. Kẹo dài ngon lắm à? Ừ. Ôi, thế nhưng mà nó lại thích cái này các bạn ạ. Bạn lấy nó đi. Ờ, ừ, để mình lấy cho nhá. Trứng khủng long đột biến cơ bạn ơi. Cái hàng này ăn vào có sao không đấy? Không, không sao đâu, kẹo ngon lắm. Ui, các bạn ơi, ở bên trong nhiều hình khủng long ngon chưa này? Bạn ốc ơi, bên trong này toàn qua khủng long con thôi. Mà cho con cua ăn một con thế trứng. Nào? Đây, cua ăn đi này. Ôi, nó ăn hết rồi kìa bạn ơi. Ui, nó làm sao ấy bạn ạ? Nó làm cửa ra bên kia. Ui, ui, bạn ốc ơi, ui. Ui. Cái bánh gì mà sao con cua xinh đẹp của mình nó biến thành con khủng long sợ thế? Mình không biết là cái bánh ấy kiểu gì ấy. Ui, bây giờ bạn về làm cách gì để giúp mình với? Mình lấy lại con cua của mình đi. Đây này, đây là trứng khủng long đột biến đây này. Khả năng này, ai con nào nó ăn phải là nó sẽ biến thành cái con đột biến đấy bạn ạ. À, vậy thì mình sẽ cho con cá sấu của mình nó ăn để nó biến thành cái con cá sấu đột biến to khổng lồ để tiêu diệt con khủng long nhé nhá. Ừ. Đây, mình cho con cá sấu của mình ăn cái này rồi để nó đi tiêu diệt con khủng long cho mình nhá. Rồi, nó nuốt rồi đấy. Nó nuốt rồi đấy. Ui, hình như mình thấy có hiện tượng gì rồi đấy. Ui, nó biến thành con cá sấu gớm chưa? Wow, nó lại có cả vảy lẫn đuôi nhờ, da nhờ. Ui, bạn bảo nó đi đi nhanh lên. Bây giờ cá sấu đi theo mình nhá. Ôi, đây rồi, con cá sấu nó tìm thấy con khủng long rồi kìa. Con cá sấu mình nó đang đi tới đấy. Nhưng mà con khủng long nó to cao thế. Khả năng là hình như con cá sấu nó sợ hay sao ấy. Nó có quay quay như kìa nhờ. Ừ, nó lộn mấy vòng kìa. Ui, con cá sấu xíu thật đấy. Thôi, con cá sấu của mình biến thành con cá sấu đồ chơi rồi. Oh, no. Nó chạy đi mất rồi còn đâu nữa. Đây, mình mang con cá sấu của mình về nhá. Con này không thua. Không ăn thua, đi tìm người khác giúp đi. Wow, chỗ này mình thấy như kiểu bàn chân của ai này. Màu xanh các bạn ạ. Ui, chặt lắm, chặt lắm. Không được hả bạn? Không. Ui, đây bạn biết ai không? Đây là người khủng lồ húp đấy. Có bác gì thấy chưa? Ui, người khủng lồ ơi, xin hãy giúp mình với. Con cua của mình tự nhiên nó biến thành con khủng long đột biến sợ lắm. Ui, con bò già mới tới quán này bạn ơi. Ui, đây con cá sấu màu xám của bạn đây à? Ừ, con cá sấu đứng bán đây đấy. Wow, sao nhiều mướp thế này á bạn? Ui, ở đây có rất nhiều mướp nhà bạn trồng đúng không? Đúng rồi đấy. Ui, hai con bò này nó thích ăn mướp nhờ. Bạn cứ mua mướp về mình tặng nó quả bóng. Trong quả bóng ấy có nhiều điều thú vị lắm. Wow, vậy mình sẽ mua cho con bò này cái quả mướp này nhá. Mình thấy quả mướp này ngon này. Ừ, quả đấy vẫn còn ở trên dây đấy. Tươi ngon này. Wow, tươi chưa này các bạn ơi. Nào, em bò ơi. Đây, em chọn quả bóng nào. Ui, nó thích quả bóng màu hồng.
Bạn lấy đi. Ừ, màu hồng đậm đây này. Nè, mình xem bên trong quả bóng Doraemon này có cái điều gì thú vị không nhá. Ui, nổ rồi. Ui, gì đây? Con gì đây? Hay là cái bánh? Ui, một con cua con. Chắc con cua con này trốn trong quả bóng nhờ. À, thế không được rồi, thế bạn phải cho mình quả bóng khác nhá. Ừ. Đấy. Đây, mình sẽ lấy cái quả bóng ở trên cao này cho con bò nó không với tới đâu bạn ạ. Đấy, nè mình xem quả bóng Doraemon màu hồng nhạt để xem có cái gì nhá. Này, Doraemon đẹp không? 2, 3, ua, đây rồi. À, một chiếc kẹo mút này bạn ơi. Thế con bò nhà mình nó ăn kẹo mút ở đấy. Đấy, mình sẽ để trên xe này cho nó lái về nhá các bạn nhá. Ui này bạn ơi, ui dừng dừng. Hình như người khổng lồ xanh đang chặn đường ấy. À, hình như người khổng lồ xanh đang nói cái gì với con bò ấy bạn nhờ. Ừ, người khổng lồ xanh muốn mượn cái xe để đi cho nhanh đấy. Đúng rồi. Vậy mình sẽ cho bò xuống để cho người khổng lồ xanh mượn cái xe để đi nhá. Ui, người khổng lồ xanh đã ngồi được lên trên xe rồi bạn ạ. Nào. Ôi, để bắt đầu đi rồi đấy bạn ơi. Ui, con khủng long đang này này. Ui, ui người khổng lồ xanh đi đâu kìa. Ui nhầy. Ui. Người khổng lồ xanh húc đã biến thành to đùng rồi kìa. Đang tiến tới con khủng long đấy. Ui, tuyệt vời. Ui, con khủng long nó bị tiêu diệt rồi. Long nó biến thành con cua rồi kìa. Wow, sức mạnh của người khổng lồ xanh kìa. Tuyệt vời quá. Ui, đây này bạn đốc ơi. Đấy, con cua của mình đã biến thành con cua bình thường rồi. Này, đấy. Ui, hình như là nó cũng đại đoàn đi ăn bánh nữa đấy. Cảm ơn người khổng lồ xanh nhá. Người khổng lồ xanh đã giúp đỡ mình rất nhiều. Bạn ơi, vậy bạn bắn lại cho mình cái này ăn chắc không sao đâu nhở. Ừ, ui, cái đấy ăn ngon đấy. Vì dâu tây này các bạn ơi. Ui, có cả một em bé đáng yêu chưa. Nào, mình sẽ bóc hướng này nhá. Ui, dài chưa này, có thể kéo ra được này. Đấy. Đấy, con thấy cái bánh của mình hay không? Rất đây. Là mềm dẻo luôn. Ừ, đấy cho em cua của mình một miếng nha. Ui này, ui, nó qua phui cả cái bọt ra, bọn bọt ra kiểu ui, nó thèm thế, nó nôi cả một cái bánh đi luôn à. Nó nôi cả cái bánh đó. À đây rồi, hóa ra là hai con cá sấu đây, mình tìm suốt từ nãy giờ. Ui, hai con cá sấu của bạn nó đang làm gì đây? Không biết, mỗi con một cái đầu ống này luôn. Đây, để mình nâng cái ống lên xem nào. Nôi cá sấu rồi nhá. Rồi, một con rồi bạn ơi, còn con đầu kia nữa bạn nôi lót đi. Nào ra nào. Đầy nước kìa bạn ơi. Ui giời, nó xuống nước là nó khát nước, nó uống nhiều nhờ. Để mình dốc cái đầu ra nhá. Ừ, bạn dốc ra xem nào. Bạn chặn lấy nhá. Ui, có cái con gì nó quấy mạnh nhờ. Chặn. Ui, chưa thấy cái gì bạn ơi. Cái gì chưa? Chưa. Quay đây rồi, một con. Cái gì đấy? Một con, ui, thôi nó lại vào rồi. Quay đây rồi, mình túm được chân nó rồi bạn ạ. Đây, mình bắt con này. À, nó vào, nó định vào nó bắt con cua đỏ của mình đây này. À, thế cũng đéo trong này một tổ cua ấy. Nào, bạn dốc từ thôi, không có mình không bắt được đâu. Ui, nó chảy ra nhiều nước lắm bạn ơi. Còn sao? Không biết, mình chỉ thấy nó ra nước thôi. Ui, bạn, con cua màu đen ra một con này. Ui, nhiều lắm. Hai con, ba con, nhiều chưa này. Ui, cái này cá đen. Ui, có được cái đen rồi. Ui, cái đen rồi lắm bạn ạ. Này, một con màu đen, một con màu xanh. Ui, lại được cả một con màu xanh nữa. Thì bạn ra bạn lấy cái rò này đi. Hình như là có con gì ở bên ngoài ấy. Đây đây. Đâu? Nó đang đậu ở ngoài ấy. Đấy, bạn túm với nó đi. Đây hả? Ừ, to lắm. Ui, ui. Bạn biết con gì được không? Con ốc chúa. What? Ủa, wow. Con chúa, con này là con ốc bưu. Nhưng mà nó dài lắm rồi. Ừ, to già nhờ. Con này có khi nó bao nhiêu lứa rồi đấy nhờ. Ừ. Là bạn nhấc cái dọa lên xem có con gì không? Ồ, không được con gì à? Wow, ui, con đàn cua này. Đàn cua vào luôn cái dọa này các bạn ơi. À, mình sẽ đổ vào cái chỗ thao của mình. Bố tay, bố tay. Ui, nhiều cua ra chưa? Đấy. Một con nó bám chặt ở đây này. Rồi. Này các bạn ơi, mình sẽ nhấc cái giò này nhá. Ui, thấy cái đuôi con gì nó đen kìa. Con gì đây? Ui. Nào bạn ơi, xem nào. Wow, không được con gì à. Được mỗi cái con này gì ấy. Này cái đuôi nó ra. Rồi. À, con cá ruột bể nhìn đầu giống cá mập nhờ.